Vị thần Kim Cang có nhiệm vụ bảo vệ một vị Phật. Vậy vị thần Kim Cang này ở đâu trong vũ trụ, thưa bác? Không phải trong vũ trụ mà trong trái đất này nè. Thần Kim Cang là một cái vị thần mà được cái loài thần á, tuyển ra trở thành là một thần Kim Cang. Thần Kim Cang giống như người ở con người, loài người của mình đó, tuyển trong nhân dân người nào đẹp trai nhất, mạnh giỏi nhất để bảo vệ mấy lãnh đạo quốc gia. Thần Kim Cang là vậy, nó có cái sức mạnh và tuổi thọ đầy đủ. Không phải vì tuổi thần á, thần là 500 năm mà ông này phải đúng 500 năm, nhưng phải có cái tư cách. Ngày xưa làm phước thiện phải có cái tư cách thì mới được làm thần Kim Cang. Còn nếu mà không có đủ tư cách thì không làm được, thấy không? Tất nhiên mình thí dụ giống như người bảo vệ quốc gia, bảo vệ lãnh đạo quốc gia thì cái người cũng người dân nhưng mà ưu tú, đầy đủ đức hạnh phẩm hạnh thì người ta được vào trong cái tuyển này. Thần Kim Cang nó cũng làm như vậy. Bảo vệ chánh pháp thiền tông không phải đơn giản đâu. Tất nhiên cái thần Kim Cang này là anh phải có cái lực, người ta đánh anh không được á, gọi là Kim Cang bất hoại. Con hồn nó sợ anh á, thánh nó sợ anh á, thì người ta mới tiễn là thần Kim Cang, thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con xin được hỏi câu hỏi tiếp theo. Dạ thưa bác, thì phải tu trì làm sao mới được làm thần Kim Cang ạ? Bây giờ đó, ở thế gian này con cũng là con người, nhưng mà tu theo mật chú á, mà tu rất nghiêm mật và có cái tư cách của này là rất trung thực, mà không sợ bất cứ một cái đối phương nào, một cái thế lực nào, thì mới được là trở thành thần Kim Cang. Thấy không? Giống như ở thế gian này á, người ta tuyển anh vào trong cái ngành nào á, mà gọi là đặc biệt nhất, ta phải kiểm tra anh toàn diện thân thể anh, là đồng thời về năng lực cái học của anh và cái tư cách của anh, đạt người ta mới công nhận anh vô đấy. Thần Kim Cang nó cũng giống vậy. Thần Kim Cang cũng phải tuyển một cách rất là trung thực, và cái ý chí anh có vô đèn, có thấy mấy ông thì cúng có ăn không, mấy người cúng có ăn có ăn không, vậy đó, phải vậy đó, gọi là phải trung thực. Muốn đạt cái tiêu chuẩn này thì vị thần đó phải đạt được cái tiêu chuẩn ưu nhất 10 trên 10 hết. Cái phần nào cũng đạt 10 trên 10 hết thì mới được gọi là thần Kim Cang. Rồi con hỏi tiếp đi.